Good evening. How are you? How are you? Có nghe thấy cô nói rõ không con? Cô không nghe con nói gì cả. Cô chưa nghe bạn Đức Anh nói. À, nói một điều gì đó thử nào, cô chưa nghe con nói gì hết. Có nghe cô nói không? Hello. Sorry, I can't hear you. Rồi, cắm tai nghe xong chưa? Rồi, nhưng mà cô không nghe. Cắm tai nghe vô là không nghe nha. Bây giờ chỉnh sao lại cái mic đi cho mình mới học được chứ. Cái tai nghe của con hình như với cái lab này nó không hợp hay sao á. Nên là mỗi lần cắm Bây tai giờ cô nghe, nghe thấy chưa? mở tai nghe ra là cô nghe rồi nè. Rồi, bây giờ mình để như vậy học luôn nha. Lạ thế. Rồi, cái lab của bạn Đức Anh có vấn đề rồi. Ok, look at the picture, please. Look at the picture. Answer my Ok. question. Ok. Can you see my picture? Che vậy có thấy màn hình của cô không? Có à? Có thấy hả? Hay vậy. Rồi, vậy cho cô biết thử nha. Để cô coi thử có thấy không nha. How many people are there? How Nghĩa gì cô? many? How many là có bao nhiêu? People. People là người. How many people are there? Có bao nhiêu người trong bức hình nha? Coi thử có thấy không nha. Ten, Đó. There ten, are 10. Good. Okay. ten, Okay, good. ten, You ten, that's ten, correct ten của answer. Rồi, đó là câu búp trả lời bê. đúng. Thêm Không, búp bê không phải là người. Búp bê thì cô con búp sẽ... bê nữa. Búp bê cô không gọi là người. Búp bê cô sẽ gọi là toy. Đồ chơi con ha. Búp bê là gọi là toy. Ok, rồi đếm thêm cho cô thử nha. How many toy are there? Thế cô. How many toy? À, có bao nhiêu đồ chơi? Đúng rồi, có bao nhiêu đồ chơi? Thấy hay vậy. À.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many? 24. 24. 24. 24. 24 hả? 24 đúng không? 24 là bao nhiêu vậy 14. con? À 14 phải là 14. 14. 40. À 14. 30. That's good. Hay, rất là hay Đúng luôn. không? Đúng luôn. Ok Thế chưa? mà vẫn nhìn được À. đấy. Vậy mới hay thật. Rồi. Đây bây giờ ha. Bây giờ thì cô sẽ nói và cô đố bạn Đức Anh đoán được cô đang nói về bạn nào nha. Đoán được cô đang nói về bạn nào, xong đó sau rồi đó bạn Đức Anh Có sẽ là người mờ trong cái hình ảnh này. đúng rồi, nói cái tên với cái người trong cái hình ảnh nha. Dan, tên đầu tiên nè, the first name, tên đầu tiên nè. Dan is playing with the toy pen. Bán ra hay lắm. Cô đang cởi áo khoác. Ở chỗ con đang lạnh hay sao? Bơm. Ô, lạnh lắm hả? Đấy, thấy chưa, con mặc áo khoác đấy. Cởi áo khoác xong rồi mặc cho. Cô đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ở đây không có lạnh. Cô ở phố gì? Cô ở thành phố Hồ Chí Minh, con biết không? Không, con hỏi cô ở phố phố Kim Nghi Hoa ở phố gì? À, cô không ở Hà Nội con. Thế Cô cô ở nước Anh à? I'm from Hồ Chí Minh City. Cũng là một thành phố như Hà Nội đấy, nhưng mà nó ở rất là City. xa với Hà Nội. Con biết Hồ Chí Minh không? Hồ Chí Minh City. Yes, I'm from Hồ Chí Minh City. You from Hà Nội Capital, right? Thế cô đang ở nhà cô. Ừ, đúng rồi, cô đang ở nhà cô. Rồi, nghe nghe cô nha và nói cái tên với cái bạn trong hình ha. Chắc cô dạy con bằng máy tính hả? Cô Đúng rồi, chứ con đang học dạy bằng con bằng gì? điện thoại ấy. À, không, cô không, bằng điện thoại không dạy được Con đâu đang học à. bằng máy tính. Ừ, bằng điện thoại không dạy được đâu. Rồi, giờ đố bạn Đức Anh tìm được cái tên với nhân vật nha. Nghe cô nói ha. Jane. In mạnh phát À, xong thấy cái tên, nghe được ly cái tên cô đọc chưa? Dan. đi À, Dan is playing with the toy pen. nghe gì? Is playing with the toy pen. À, playing là chơi với gì nhỉ? Playing with toy Đồ pen. chơi, đồ chơi. À, đồ chơi gì đây? Toy pen. Pen, Blend. À, yes. À. B. Thấy chưa nào? B. Đâu, khoanh khoanh lại cái bạn đó giúp cho B. cô thử nào con. Cô đang miêu tả bạn Đi, nào ấy? đi, đi, đi. Đây, để con quanh. À, that's good. Ok, continue. Câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo, khoanh khoanh câu tiếp theo nào. Grace, Grace. Rồi, nghe được cái tên đó là tên gì chưa nào? Grace. Grace. Grace is playing with toy bus. Grace. No, toy bus, not toy truck. Toy bus. This is truck. Ah, this toy bus. Very good.
On and continue, Anna. Okay, look at the name Anna. Anna, ah, yes, Anna. Very nice. Anna has got a helicopter. Helicopter gì? Yeah, helicopter. Can you guess? It's like plane. Nó giống như cái máy bay vậy con, nhưng mà nó không phải là máy bay. Nhớ không? Helicopter. Trực À đúng rồi, trực thăng. thăng. Helicopter. Anna. Okay, look at part. 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 Okay. Part. Part has got a red car. Part has got a red car. Có Yes. And look at Sam. Sam has got a toy motorbike. một thứ ba. Yes. This is Sam. Mô tô Ah, that's good. Ah, this is Dan. Sam. đây là lớp mầm non. Ui, con xóa hết Ok. đây. Rồi, xóa hết đi. Xóa hết đi thì mình làm bài tập tiếp ha. Cho cô biết thì là look at this girl. What is she doing? Thấy cái bạn một góc khoanh chưa? Rồi, cho cô biết bạn này. What is she doing? Gì cô? Bạn này đang làm gì Anh con nhờ? này gì? What is she doing? Bạn này đang làm gì nhờ? Đang đạp xe. Đang đạp xe. Đang đạp xe thì mình nói sao nhỉ? She is riding a bike. Ok, đang đạp xe, cô để ở đây nha. Để ở đây cho bạn Đức Anh nhìn và trả lời câu hỏi của cô ha. What is she doing? Đang đạp xe nè con. Riding a bike. Ra đi ngược bạn. Đạp xe đạp. Ok, look at this boy. Còn chàng trai này thì sao? What is he doing? Đó bạn Đức Anh. What is he doing? Con chưa chơi trò này nhưng con không có biết hết cô. Nhưng mà con biết cái này là đồ chơi gì không? Cái con tàu ấy. Con tàu thì mình có cái từ gì nhỉ? Đúng rồi, boat. Bông Rồi, vậy bây giờ cô chỉ cho bạn Đức Anh cách nói nha, cách trả lời câu hỏi của cô ha. Cô hỏi là what is he doing? Anh ấy đang làm gì? Rồi, bạn Đức Anh sẽ trả lời cho. vui He is chơi là mình có động từ gì nhỉ? động từ tôi bị ấy thì động từ tôi bị. Động từ to be, sau đó là động từ chơi là pay thêm in, đúng không nào? Anh ấy đang chơi Play, với play, play. thêm in thì sẽ đọc là Em rồi thôi. with toy boat. Ok, he's pay. Rồi vậy tương tự nha. Nãy giờ chỉ hết rồi, dễ quá rồi. Bây giờ tương tự, câu này không cần hướng dẫn nữa. Rồi, trả lời cho cô bạn này nè. What is he doing? Con cũng chưa chơi trò này cô. Nhưng mà tương tự đi. Tương tự như cái câu lúc nãy đi, thì trả lời cho cô xem thử có được không nào. Chưa chơi nhưng mà bắt chước cái bạn này nè. It play Thêm in. Thêm in nào.
tàu hỏa gì cô Tàu hỏa mình học tuần trước đi rồi mà. À, tàu rồi nhắc nhẹ nha, nhắc nhẹ là cái từ này thôi nha. Nhắc nhẹ cho trend bạn. trend À, trend trend. Rồi trả lời trend lại. trend À, playing with the it trend. play trend À, with, chơi với cái gì? With it trend. play with trend À, playing with trend. Very. play with trend À, thêm in nữa nha con. Nhớ thêm in nữa ha. Okay, you can con write bố tôi on bài cô or sắc in one of these gì circles. tên Rồi. bỏ bài helicopter hop ship bơm À, beer, bơm beer, beer, con gấu play ấy, beer. à sorry bia Ừ, rồi, bây giờ ở câu này yêu cầu bạn Đức Anh nè. skateboard Câu số mình có mấy câu hỏi nè. How many question? dạ How many question? Có mấy câu hỏi con nhỉ? câu mà cô Ừ, câu hỏi. Question là câu hỏi. câu hỏi đâu có ở đây cô Rồi, mình có 6 quan câu trọng nè. đấy Ừ, rồi ở đây nha. Bạn Đức Anh sẽ tự khoanh tròn cho cô những cái từ vựng nào mà là mình không cởi được, những cái đồ vật nào mà mình không cởi được. À, ví dụ như không là, cùng loại à đúng rồi, không cùng loại, đúng rồi đấy. À, câu số 1 là ví dụ rồi hai, bây giờ mình bắt đầu câu số 2 nào. Từ nào không cùng loại? À, good. Ôi, rất là nhanh luôn. Tiếp tục nào. helicopter helicopter Helicopter. Nhớ nó có nghĩa là gì không nào? trực trực À, trực thăng con người cũng có thể cỡ được mà con. Head, head đã là gì nhỉ? Rồi, nhưng mà câu số 4 sai mất tiêu rồi. Câu số 4 không phải đáp án của cô là helicopter đâu. Head là cái gì nhỉ? À, cái mũ ha. câu năm con không hiểu hai từ đầu tiên Ừ. Từ lorry với từ truck nó đồng nghĩa với nhau quá không? Nó đều có nghĩa là gì nhỉ? Hiểu từ cuối cùng vậy từ đầu tiên cũng hiểu ha. con biết rồi À biết từ rồi nghĩa đúng thì con không? biết rồi chiều dài đi Sai chiều mất rồi, biết nhưng mà biết sai rồi. Từ truck với từ lorry nó cùng nghĩa với nhau. Từ truck với từ lorry nó cùng nghĩa. Nhưng mà câu số 5 lại chọn từ truck. Vậy là sai rồi. Câu số 5 và câu số 6 wrong, sai mất tiêu rồi. Từ truck có nghĩa là gì con nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Từ truck với từ lorry, hai từ này đồng nghĩa với nhau, cùng chung một nghĩa thôi. Vậy câu số 5, sửa lại câu số 5. Vậy câu số 5 đáp án là... Ờ, mẹ Đức Anh còn nghe cô nói gì không? Còn nghe cô nói không con? Cô không nghe bạn Đức Anh nói gì hết.
không thấy mặt luôn. Ủa, con đeo tai nghe vào hả? Sao cô không nghe, không nói gì hết vậy ta? Đi vệ sinh một tí nhá. À dạ. À, it's Harvey. Hobby có nghĩa là sở thích. Từ lorry với từ truck đồng nghĩa với nhau con ha. Từ truck có nghĩa là gì nhờ? Có nghĩa là Nghĩa là con vịt. không, không phải con gì hết, không phải là con gì hết. Rồi quay lại cái bức hình hồi nãy cô chỉ cho À, cô. Xe tải, đúng rồi, xe tải ha. Từ lorry với từ truck bằng nhau, rồi nó cùng nghĩa với nhau, đều là xe tải hết đấy con. Vậy phải là khoanh cái từ chính giữa nè. Rồi xe đọc đọc theo cái từ này theo cô ha. Skateboard. tải. Skateboard. Mạnh quá. Skateboard. Skateboard là cái ván để trượt ấy con. Cái Đúng ván. chưa? Đúng rồi, cái ván trượt đó. Cái ván trượt. Ship là từ ship mình đã học rồi nè. Ship. Bear là to see animal. Bear là một con vật. Từ ship là cái gì nhỉ? Nhớ thử xem nào. Rồi, cô quay lại đây để cô chỉ cho bạn Đức Anh xem ha. This is ship. It's small. This is ship. This is ship. Okay. Cái này nè con, mình sẽ gọi là tàu thủy. Ship. Còn boat là con tàu ở ngoài đây nè. Đó, con tàu nhỏ. Con tàu này nè. Thì mình gọi là boat. Đó là chậu nước chứ đâu phải con tàu cô. Cái chậu nước hình con tàu ha. Cô chỉ Ừ, là ví dụ thôi, lấy ví dụ thôi. Bây giờ mình tưởng tượng là cái con thuyền ấy thì mình gọi là boat. Còn mà cái con thuyền mà lớn hơn á thì mình gọi là tàu thủy, thì mình sẽ có từ ship. Rồi. Look at the picture. Look at the picture. What are they? Nhìn vào hình và đoán xem nào. Những cái hình này là cái gì nhờ? What are they?
Cái hình này đầu Thấy giống tiên gì? là ship 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 Đố, ship đầu tiên mà, đầu tiên mà. ship ship No, this street. ship This ship is street. Street gần đúng, gần and đúng street or road. râu nha đấy. À, con đường ấy con, cái đường ấy. Road. Mây. Rồi, may là Trời. từ gì nhờ? Mình gọi là street or road đều được hết nha, đều đúng hết nha. May là code. May là code. Rồi. Nhưng mà bầu trời á con, bầu trời thì cô sẽ có từ sky. Rồi, cái này dễ nè. Hình này dễ nè. It's easy. What is this? Ổ cắm nhà con chỉ có hai ổ thôi. Ổ cắm gì nhỉ? Ổ con cắm gì? Cắm cái gì mà phải cần ổ cắm con? Cắm láp hả? Sạc cái hình máy thôi. Chờ mẹ về. Thôi này vậy. Chờ mẹ về. Bao giờ hết binh ha. Rồi, cái hình này dễ nè. Đố con nè, hình này dễ nè, không nhắc nhở luôn. What is this? Sticky. What? Sticky. Sticky. À Cái gì? nha. Cái này là gì con à? Look Sống. at this. À, sóng là nước ý. Nước thì mình sẽ có từ. Water. Water. Very good. It's water. Hoặc là biển thì sẽ có từ the sea. This is the sea. Rồi. Có học từ vựng không nhà? Về nhà có học từ vựng không? What is this? And the last picture. Bức hình cuối cùng nào? Nếu mà bạn Đức Anh học từ Có. vựng thì... nếu mà học từ vựng thì không khó đâu. Logo. No, it's not logo. Này, cái là cái này dùng để cho trend. Trend. Thì có cái trend vào trong đó. No, cái từ là trend là cái gì nhỉ? Tàu lửa ấy con. Cái này dùng để tàu lửa đi ấy. Đường sắt là gì đấy cô? Đường ray, đường ray, đường sắt là mình sẽ có từ railway. 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 Rồi, đọc lại cái từ này cho nhớ ha. Railway Railway. line. đọc sai rồi. Đọc nhanh quá, đọc sai mất tiêu rồi. Railway. Railway. That's good. Railway. Railway, rồi. Đây có một cái bài tập như thế này. Rồi, cho cô biết thì những cái phương tiện nào xì thể đi trên đường không nhỉ? Motorbike, một thứ nào? Truck, hai thứ, hai phương tiện rồi. Bus. Bus. Ba. Không biết cái nào lúc này người đi bộ Đi bộ là đi bộ là gì? People. bài bài À, bài bike. bài À, bài nice, bike. Còn gì nữa à? People. People. People, Bánh năm chạy thứ bằng cơm ngay. à? Bạn nước anh chạy bằng cơm ấy. Ô tô.
Car, ô tô thì mình sẽ gọi là tiếng Anh là car. Ha. Rồi, cái gì thì đi trên bầu trời nhỉ? Sky. What? Cái gì con nhỉ? Bên. À, Bên. pen. Pen. Cái gì giống như pen? Mà lại không phải play. Cái gì pen nhưng mà không phải pen? Chút. Cái gì là pen nhưng mà không phải pen là cái gì nhỉ? He he gì nhỉ? Ông mở lại cái vừa lúc đấy Mở vừa. helicopter. Helicopter, very good. Rồi, water, ở dưới nước. Cái gì đi ở dưới nước nhỉ? Đi cái gì ở trên nước con nhỉ? Oh. Boat, Shoot. đúng rồi, ship, good. Ok, railway. Còn cái cuối cùng. Cái gì? Rồi Train, good. rồi. Okay, listen and tick the box. Okay. Cô sẽ bật cho bạn Đức Anh nghe và tự tick cái hộp mà đáp án đúng con nha. Rồi, cái đầu tiên. What is this? A horse, a horse. What about this? Clock. Riding a bike. She is Đấy. riding a bike. Cái ngựa đi học. Cái người đi học, bạn đứa anh nó cỡ người đi học bao giờ chưa? Không. Sao Cái ngựa đi học. vậy? Tại Con đâu sao? có cái ngựa đi. Không biết hả? Rồi, Đâu, which đâu. animal? Nhìn vào con này nè con. It's ugly, rất là xấu xí luôn. Con gì đây? It's ugly, Cá very sấu. ugly. Cá Cá sấu thì mình có từ gì con nhỉ? sấu. Cá sấu. Crocodile. Con biết vì sao con cá sấu lại bị đặt tên là như vậy rồi? Tại sao? Bởi nó là cá, nhưng mà mặt nó xấu, Đúng nên rồi. người ta gọi là cá sấu. Rồi nhớ nha, tí nữa mình có nghe được cái từ crocodile thì mình tích vào nha con. Ok. Crocodile. Okay, what is this? It's ugly too. Con này cũng xấu nữa nè. Con nhìn đây nha. Con nào? This one, what is Con this? đấy con cũng biết. Rồi, vậy cô giới thiệu cho bạn nước Anh nha. It's monster. 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 Món đâu? Monster. Monster là một con quái vật ấy. Có sợ quái vật không? Quái vật một mắt. Rồi, what is this? Này là món đồ chơi gì nhỉ? Búp bê. Búp bê, nhưng mà cô biết rồi, tiếng Đồ. Anh. Doll, doll. Good. Rồi. Không, 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 không. Còn bức hình này thì sao? Bức hình này là ở đâu nhỉ? Where is it? Sân. Đúng rồi. Vườn. Sân, sân, cái vườn. Vườn Cái có vườn, chữ cái vườn, garden, it's Garden. 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 Garden là gara đấy. Garden khác gara nha, không giống nhau nha. Garden là gara. Rồi, cái từ này nè con, bat. Bà. Tí nữa mình có nghe từ bat thì mình tích vào cái ô đầu tiên con ha. Tích vào cái ô này cho cô nha, nếu Thế mình nghe được từ bat. trong đây có từ bát à? Bat là cái Thế gậy bóng. trong đây có từ bát Bat là cái gậy bóng chày đây nè con. Nè, this is bat. bát 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 Rồi bát con này which con này bát thì là con gì nhỉ? Which animal? bát Which animal? bát. Con gì mà có cái cổ dài dài nhỉ? Không thu
Mình có từ gì con? Mình có từ bọn bọn con chưa học. Rồi, giraffe. 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 Rồi cuối cùng cô viết ở đây nha, tí nữa mình có nghe được thì mình tích vào nè, từ từ vựng mới của bạn Đức Anh ở đây nhé. Là ta la. Cái từ Công ty con giraffe, của là ta la. giraffe, Ta la. cái từ này nè con, mình sẽ đọc là giraffe. Rồi Giraffe. ok, listen and tick the box. Rồi bây giờ sẵn sàng nghe chưa? Còn từ gì không biết muốn hỏi cô nữa không? Hay là cô bật nghe luôn nha. Còn từ này con chưa hiểu. Từ nào? Ô, Anh. chính là Câu số mấy? Câu số mấy vậy con? câu số 1. Câu số 1. Câu số 1. Tiên Đầu tiên, a horse. của cái từ đấy. A horse, riding a horse. Câu số 1 là câu ví dụ người ta đã tích sẵn rồi. Đâu, câu số 1. 1 không phải phần hướng Đầu tiên là dẫn. từ gì nhờ? Cái đồ đầu tiên. Đầu Con tiên. nhắc cái từ đầu tiên của cái đồ đấy. Helicopter, helicopter, okay. Helicopter. Yes, it's helicopter. Helicopter. It's what Helicopter. it is? Balloon. Plane. Nhớ nha, cái gì mà giống như máy bay nhưng mà không gọi là máy bay thì mình gọi là helicopter, máy bay trực thăng ha. Rồi, còn hỏi gì nữa không nhỉ? Còn hỏi gì nữa không con? Con còn hỏi cái con búp bê kia ảo thế cô. Búp bê Rồi. cái gì ấy? Búp bê gì cô không biết nữa. Rồi mình chỉ Búp nghe được bê thôi cái gì nha. ấy? Rồi bây giờ bắt đầu nghe ha. Cô bật nghe. Rồi bạn Đức Anh, listen carefully. 21D. Play with us. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What's Sam riding? Rồi, nghe cái ví dụ đầu Is tiên nè Sam con. riding her bike this morning? No, she's riding her friend's horse. Wow. Her friend's family have got a boat too, but Sam can't ride in that. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What's Anna drawing? Number one. What are you drawing, Anna? Are you drawing a crocodile? No, Mum. Look. Oh, it's a plane. It's very good. Thanks, but I can't draw helicopters. Two. Ý. Which boy is Tom? There's my brother. His name's Tom. The boy with the toy car. Rất giỏi That's luôn. Very right. good. Tom doesn't like playing with trains. Do you? No, I like playing with robots. What's Sue painting? Sue's painting one of her toys, Dad. Which one? Her toy bus. No, one of her dolls. It's blue now. Like her blue monster. She loves that. 4. Where's Nick? I can't find Nick, Dad. Có một câu Is hai he câu in ba. the